sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alone, so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day phút giây mong chờ. Ngày hôm nay đến rồi, lúc em thức dậy, lòng bỗng thấy xuân sang. Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa người anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh. Giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên
Buổi lễ hôm nay ngày đính hôn của hai cháu, thì trước hết là hai cháu đến để trình lễ lọc lễ bên chúng. Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng giàu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không có, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau, quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is time. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ.
người ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên du ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn
lời này anh ơi hãy cưới mau, ngày hợp đôi ta là tháng sau. Nếu mà anh không chịu cưới em, ba má em gái đi cho xem. Gái sắc đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn bạc. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết. Quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Yeah.
là nhiều đây là bà dính tay rẻ bà dính tay nội đầu con cái nhũ bà nội còn giới thiệu bà nội đi không biết nè rồi nhận ly rượu giữ tay đấy giùm con cái bà ơi giữ tay đấy giùm con cái mình nhận một tay ra mình bỏ cái tay phía ngoài đi bỏ tay phía ngoài phía ngoài giữ tay giùm con mái con cái luôn nè bỏ tay rồi nhận ly rượu giữ tay đó nhìn qua máy con cái luôn cô ơi đây đã xong công ơn của cha mẹ cậu và ông ở bên nhà gái cũng có công để đưa cháu đến đây hay công ơn cha mẹ nuôi con hôm lớn hôm nay là cái ngày hai đứa con được nuôi cầm vợ thì hai đứa con dân dụ để cho mình đây con nhận rồi giữ tay con cái luôn nha nhìn lên máy con cái luôn nè hai ba rồi giữ tay nhìn bên máy con cái luôn nè một hai ba cũng đi nè hai tay cái mình bắt tay luôn con cái luôn nè bắt tay luôn rồi nhìn bên máy con cái luôn hai ba trai tài gái sắc đôi mình là nhất làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm chuyện này anh quyết cưới em liền tay đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng ô dù qua xa em ơi rượu mừng mình nâng ly ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly kiểu dạng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo cộng đồng viên doanh nghiệp tư nhân bên nội bên ngoại và thưa quý vị khách quý kính mến họ nhà gái ơi và ngay bây giờ nghi thức tiệc cưới chúc mừng lễ tân hôn cho chú rể Chí Toàn và cô dâu Kiềm Tuyến xin được phép bắt đầu. Tôi xin được nồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khách quý, quý gia đình, quý vị và các bạn đã có mặt tại tư gia chúng tôi để cùng chúc mừng lễ đăng hoa hạnh phúc cho Chí Toàn và Kim Tuyến. Thay mặt cho gia đình trưởng hôn, ông bà Chí Tâm, Tiết Nhung
rất là cảm ơn sự hiện diện tất cả quý vị đã nhấn chút thời gian đến chung vui với gia đình chúng tôi, và với sự hiện diện của tất cả quý vị đã thay lời chúc mừng thật tốt đẹp cho đôi nương, và xin tri ân những tình cảm của quý vị một lần nữa. Thay mặt gia đình và những người thực hiện chương trình Âm Thanh Ánh Sáng Ngũ Thành, xin được gửi đến tất cả quý vị khách quý những lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa hai họ, quý vị khách quý kính mến, trong tất cả cái đề tài của cuộc sống thì tình yêu là một yếu tố chưa hề vắng mặt của con quý vị, và tình yêu luôn được thể hiện với nhiều khuôn mặt cảm xúc khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một câu chuyện tình yêu với màu sắc thật là tươi sáng, màu của hạnh phúc dâng trào mãnh liệt. Vâng, thưa quý vị, qua thời gian tìm hiểu thì Thí Toàn và Kim Trướng đã quen và tìm hiểu và yêu nhau, và năm tháng bên nhau quá đủ tử tế để đôi bạn chúng ta cùng nắm tay nhau, nhìn nhau, yêu thương nhau già theo năm tháng. Và kể từ ngày hôm nay, đôi nguyên ương chúng tôi sẽ về chung một mái nhà và cùng yêu nhau tới già. Và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thế nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chú rể Chí Toàn và cô dâu Kim Tuyến. Vâng, thưa quý vị, tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc luôn là đích đến. Và hạnh phúc là những gì đôi nguyên ương chúng tôi đã đi qua và phải đi, bắt đầu từ hôm nay và mãi mãi về sau. Quý vị là minh chứng cho tình yêu hạnh phúc của Chí Toàn và Kim Tuyến. Vậy chúng ta hãy tiếp lửa cho tình yêu hạnh phúc của hai bạn ấy bằng một tràng pháo tay giòn giã nữa đi ạ. Và thưa quý vị, các quý kính mến, trong ngày vui ngày hôm nay, không riêng gì đôi nguyên ương chúng tôi hạnh phúc, và những người hạnh phúc nhất bây giờ chính là những bậc làm cha làm mẹ. Và ngay sau đây chúng tôi cũng xin được vinh danh và tri ân với tình cảm thật tuyệt vời ngày hôm nay. Như quý vị đã biết thì con cái mà là một món quà cũng như là một bảo vật của cha mẹ, mà ngày hôm nay hai con của chúng tôi đã thành đôi hạnh phúc bên nhau. Và xin cảm ơn sự tác hợp của hai họ về phía họ nhà trai. Xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện cho phép từ phía ba chú rể Nguyễn Chí Tâm, mẹ Trần Thị Tuyết Nhung. Và ngày hôm nay gia đình chủ hôn chúng tôi cũng rất là vinh dự được kết thông gia cùng với ông Nguyễn Văn Má và là ba của cô dâu. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng hai họ chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và thay mặt cho đôi nguyên ương, xin thay mặt cho gia đình, đặc biệt là những người thực hiện chương trình, xin cúi đầu gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Vâng, thưa quý vị, và ngọn lửa tình yêu chúng tôi đã được thắp sáng và càng tô điểm thêm sự lung linh, tỏa sáng, hạnh phúc cho Chí Toàn và Kim Tuyến. Vâng, hai em chúng tôi đang nụ cười rất là rạng rỡ, hạnh phúc, rất là vui mừng được gặp gỡ tất cả quý khách ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được theo dõi những khoảnh khắc yêu thương của đôi nguyên ương trên sân lễ ngày hôm nay với nghi thức casual champagne. Vì ông bà tôi thường có nói á, khai hiện công lực của mình sau mấy mươi năm tu luyện nha. Anh không biết yêu em sao cho được chưa? Bước một em lột sạch, đúng rồi. Bước hai em lột sạch luôn rồi, đúng rồi. Lột sạch, lột sạch. Chưa có sạch, lột sạch. Sao em vội vàng quá vậy? Đó, đúng rồi. Nhớ nghe, xe xe cái đầu mới ra nha. Đó, vừa lắc vừa xe. Quay qua bên kia. Hết mình đi Toàn ha. Em giận anh, và em ơi điều anh biết. Đâu rồi, mấy bác, mấy cậu mình có kinh nghiệm lên chỗ chị chú rể. Gật 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 cái nắp. Và em ơi điều anh biết là không cần có ước đã lâu hồn là yêu nhiều anh biết sự. Wow. Xin được chúc mừng. Anh không có người nào xin quý vị đang theo dõi Chí Toàn và Kim Tuyến đã cùng tay trong tay, vai kề vai, đầu tựa đầu vô hai em ơi, đúng rồi,
rất tràn đầy những ly rượu hạnh phúc và chúc cho hai em được trong năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và thưa quý vị, đây là những mảnh khắc yêu thương và đầy ý nghĩa của đôi duyên tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Từ đây anh là một nửa của em là một nửa của anh, tuy hai mà một đời bên nhau. Đúng rồi, quay qua bên kia. Sao trên trời biết là nỗi nhớ thay đổi lúc em rời xa chốn này. À, toàn tiếng à hai. Hello. Ngày hôm nay là ngày của hai em rồi. Đúng rồi. Toàn nè, nhìn cô dâu đúng rồi, trời nó đỡ nhát không à. Vỗ tay. Ta nói có đi có lại mới tại lòng nhau hay cô dâu. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó, MC nó nói gì ngày đó hai em cắt đi. Hôn nhân là một sự chia sẻ và trách nhiệm. Từ đây về sau thì hai em sẽ có nhiệm vụ chia sẻ những ngọt bùi hạnh phúc cho cuộc sống tương lai và có trách nhiệm yêu thương nhau, lo lắng cho nhau đến suốt cuộc đời này. Mời hai em hãy chia ngọt sẻ bùi ạ, đúc bánh cho nhau để chia thưởng thức hương vị tình yêu thật là ngọt ngào của bánh cưới. Xin cảm ơn quý vị, hai em giao môi chéo cánh nha. Dạ đúng rồi, và nãy giờ thì các nghi thức chúc mừng hai em rất là ý nghĩa rồi, hai em làm rất là tốt. Tế là gì? Tế là cúng. Nhị là gì? Nhị là gì? Nhị là hai, trời ơi, thông minh quá giả bộ. Hai cúng là gì? Hai cúng là phải hung cá. À, hai cúng ở dưới đó nó đúng không? Hai cúng là hung hai cái là. Đúng rồi. Cho em hung bốn lần luôn á. Rồi bây giờ thưa quý vị, đây là một nụ hôn nồng chảy mà được Đỗ Uyên Ương ấp ủ lâu rồi, hai đứa thương nhau. Nó ngày hôm nay. Dạ. Dạ đúng rồi, được sự cho phép của hai họ, được sự thống nhất của tất cả quý vị. Nếu như quý vị cho phép, dành một tràng pháo tay cho Đỗ Uyên Ương được không ạ? Đó, cho phép rồi. Bây giờ hai em quay một góc 35 độ dê về nhau đây. Đúng rồi. Và xin nhắc nhở chú rể nha, mình là nam mình phải chủ động nha. Mình hôn nha, chứ không thử nha. Thử là bắt tôm lại đó nha. Mà đặc biệt là phải hôn ngay chỗ ăn cơm nha. Thường ngày ăn cơm đồng hôn chỗ đó nha. Rồi anh không nhắc nữa. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng đếm bắt nhịp để Đỗ Uyên Ương mến tặng quý vị một nụ hôn nồng chảy để thay lời tri ân, cũng như hứa với toàn thể quý vị rằng Chí Toàn và Kim Tiến sẽ yêu thương nhau đến suốt cuộc đời này. 1, 2, 3, xin mời. Đúng rồi, hôn nha, không thử nha. Thử là bắt hôn lại. Và một tràng pháo tay nữa để chúc mừng hạnh phúc cho Chí Toàn và Kim Tiến. Tôi xin gửi quý vị bài hát đầu tiên với một tác phẩm mà được sáng tác mới đây thôi mà rất là được yêu thích, Sập Sinh Ngày Cưới. Mời quý vị cùng nghe. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là hoa xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn...
Dạ, kính mời cô Tư. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Not sure if you know this.